ơi, còn con gái con đảng lúc này đấy. Con lấy chồng về Tiên Phong lúc này, đưa cha ra đi ngập ngụy. Ôi cha ơi, đồng người tướng với cha, con gái kia giờ này đấy, con không ở bên đi cha đường. Vì con ấy chọc người, ô bé đau đây bánh nhị tất, con không muốn trở về. Để chịu ta nghĩ cha được nghỉ, mong cha hãy thứ tha. Ôi cha ơi, con ta gái là hưng, con đi gọi cha chỉ mong sao cha che chở cha độ chi, để cho con đi mà mạnh mẽ khỏe trên đời. Con ở trên đời vẫn được bình an. Cha ơi, con là con gái hãy quậy cha thế làm sao để hết được nỗi niềm. Cha ơi, con lúc này đây vợ chồng con là Đức, con là Ngọc. Ôi cha ơi, vợ chồng nghề con nghe Ngọc Đức, con ở trong nghe thanh nhị công. Những ngày thường các con ấy ở xa đi, ôi cha ơi, chẳng mấy khi mấy chốc nghe con ở về. Con đi có cha để mời, khi rằm ba Tết đi nẻ con trở về. Tập đi bánh đi đầu nghỉ qua, con nẻ đi gọi đi cha. Rồi là tiếng khóc đầy than của con ngay hơn từng ngập ngửi thương tình khóc hỏi cha. Còn chắc tôi là gia bảo đây cụ ơi, con đi bộ khám nghe mẹ ảo ba giờ phút này đây đông là xót xa. Chắc gia bảo gọi cụ trời về. Ơi cụ ơi, giờ phút này đây cụ ở nơi đâu, cụ có nghe thấy lời của chắc gia bảo ơi đời. Chắc chắn ở đời gọi cổ này. Cổ ơi, tôi đã giờ muốn chia tay mỗi lúc hồi gần rồi. Chắc là chắc gia bảo con khóc gọi cổ đến biệt biệt cổ ra đi. Ơi cổ ơi, giờ phút biệt này đây chắc giá bảo con ngồi đi cụ thì ơi cụ ơi. Phút biệt đi biết nói làm sao, người ở người đi không khi trở về. Ôi cụ ơi cụ về đời. Chân chỉ ra trước đinh sàng nghề, cháu đinh cùng cháu hoan nghi. Ôi chú ơi, trước khi giờ chia đi, cháu đinh cháu hoan nay cháu thắp đèn nhang trầm nghề. Ôi chú ơi, đỏ lòng nghề, con khóc gọi chú ba hồn nghề.
chú ở đâu. Chú chưa ơi, chú ở nơi đâu, chú về đây. Chú về đây, chú ơi. Trước đinh sáng của chú, cháu là đinh, cháu là cháu hoan đi. Ôi chú ơi, trước gì anh bàn thờ của chú thì cho hai cháu xin thắp tuần nhang. Giờ tiệt thưa đi chú ơi, hai cháu con xin chậm tay vãi đầy cúi đầu. Cầu cho chú này ra đi chú về. Nghĩ nơi bình hằng, chú siêu thoát chú độ trì cho cháu đích cháu hoàn đi. Cảm ơn xong bài chúng mình về nơi tiếp theo được xe nước và chiếc buồn cùng tặng quý vị chín trăm cảm ơn. Còn cháu nội cháu là miền cháu là thằng đây ông ơi. Cho thằng cùng với cháu là miền đi. Cho xót xa này mà cháu gọi mấy đứa ôi ba hồn đi. Ông ở nơi nào ông biết hay không nghi. Ông quân đội ơi, giờ này đây thương ngờ ông nghe cả cá cháu chỉ biết là mượn cục nghe nhạc sầu. Cho thằng đi cháu biển con để gọi ông nghe đây bày tiếng đi ba hồn. Ông chứng giáp độ trì cho hai cháu ông đội ơi. Còn chú ơi, chó là chó chính. Giờ này đây chó là chính, chó lại tiếp nơi. Chú ở nơi đó này mà chú hãy trở về. Nghe tiếng nghe lời của chó đây là chi. Ôi chú ơi, thuộc nghe chú nhà cửa con đây thì ơi chú ơi. Đi cửa rộng yên chú ơi, sao chú lại ra đi đầm đi đông. Thế từ đây thì bạn xuống chiều đất đi đầm đi đông. Mưa gió ngoài đông khổ lắm đi chú ơi. Thôi chú ra đi chú về lời. Chú về tới nơi chốn có suối bạc đi. Chú chờ che cho cháu là chính cháu ơi. Đời được mạnh khỏe để rồi cho trên đời luôn được bình yên. Anh ơi con đi.